trở về trong tiếng gọi mẹ ơi. Về với mẹ, về nơi thật yên bình. Nước mắt ta rơi bởi một điều có thật. Rồi một ngày mẹ sẽ đi xa. Ta trở về bên cánh đồng quê xưa, hạt lúa vàng, hạt mồ hôi chát mặn. Ta lớn khôn thêm giữa nghĩa tình xóm làng, chia cho nhau ngụm nước giữa trưa hè. Bên nỗi mẹ hát có hàng tre dù chiều gió thênh thang. Nếu cuộc sống ban cho ta điều ta xin được về những năm tháng tuổi thơ, nghe lá hát trên từng con đường thế nào thay. Hãy subscribe.
trước mắt anh là trời xanh là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò êm hát, thương cha ra đồng bắt con tép con cua, nuôi con nên người phải mẹ gầy khô. Dòng sông lam chảy từ dòng lam, ngàn phố ngàn sông như dòng sữa mẹ. Anh đưa em về ghé bên Tam Xoa, ai ơi có về Hồng Lĩnh quê. Được vân thơ trước mắt anh là trời xanh là biển rộng. Đêm trăng lên nghe câu hò em hát, thương cha ra đồng bắt con tép con cua, nuôi con nên người phải mẹ gầy. Có về Hồng Lĩnh quê cha, hành sơn biên nam vượt qua ngàn bão tố, đồng lộc ơi mây bông hoa bật từ vì vô thiên công tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ gỗ quê. Tàu anh ra khơi, mênh mang câu hò kẻ gỗ quê ơi. Em thương anh rồi tình ta chung đôi, ta đưa nhau về Hà Tình. Trăng tỏ hoa câu rùng
Ông dìm nay có khỏe không? Xin chào. Ông có nhận ra cháu không? Xuyên. Dạ. Ôi. Thế là chị ở thôn này ạ? Không, chị ở Thái Nguyên. Ô, chị dạy Thái Nguyên ạ? Thế còn bà thì là... À, chị dạy học Thái Nguyên. Chị dạy Thái Nguyên và chị người Thái Nguyên. Ồ. Bà chị là mẹ chồng chị. À, bà là mẹ. Mẹ chồng chị là chị gái của ông đây. Dạ vâng, thế bà là ở thôn Lai Hà này luôn. Dạ vâng ạ, tuyệt vời quá. Thế chị dạy môn gì ạ? Chị dạy văn. À, chị dạy văn, là cô giáo dạy văn là tuyệt vời rồi. Vâng, nhưng mà đúng là ông có nét giống bà thật. Cùng cái khuôn mặt thì mặt bà to hơn một xíu thôi. Nha. Yeah. Bà giống ấy. Dạ. Tôi ở Vi Xuyên. Và thôn Vi Xuyên. Cháu thôn Vi Xuyên bà. Thế bà có biết thôn Vi Xuyên không? Có. À thế ạ. Chúng ta đi chợ đò. À vâng, chợ đò là phải quay em ra cháu. Nhớ được không? Dạ. Trước ta cũng đi chợ đò. Ô thế ạ. Bây giờ ta không đi được gì. Thế nhà bà ở gần đây không? Không? Cách đây đi. Đi vòng vòng một cây số vòng đấy. Vòng vòng dạ. Cái vòng vòng ấy, trong nàng chắc mấy trăm mét nhỉ? 600-700 mét. Và thế. Kiếp trẻ thế mà. Thế còn một bà nữa thì đang ở nhà khu nào không? Cũng ở xóm Thiên thì xa hơn. À, tức là đều cùng nàng. Vâng, bà đều cùng nàng hết. Ồ, tuyệt vời thật nhỉ. Yeah. Ông ấy năm 1993. À, sáng nãy vào sáng qua vào đây. Thế nhỉ. Ông vẫn đi xe đạp tốt nhỉ. Vẫn tập xe đạp. Vẫn đi chợ mua thức ăn rồi cho bà. Thế chị thế là về chơi nhỉ, thăm bà. Chiều này tối qua, chiều nay chị lại đi. Chiều này đi hả? Thế anh nhà chị làm nghề gì? Anh chị bộ đội. À, bộ đội ở Thái Nguyên. Anh chị bộ đội Thái Nguyên, mới gặp nhau ở Thái Nguyên mới lấy đấy chứ. Thế chị ở chỗ trên khu nào Thái Nguyên? Chị ở thành phố. Em học thạc sĩ ở Đại học Sư phạm Thái Nguyên từ năm 2010-12 cơ. Chị học Đại học Sư phạm Thái Nguyên ra đấy. À, thế ạ. 12-1945. Của cậu hả? Không, của bà. À, cô bé này tích cực nấu nướng cho ông bà. Dạ. Có hay nên nhà chị Dung chơi không? Không ấy được nhá. À, ngày xưa ông ơi, may cô bé này bé bông bóng ấy, không làm gì có ai bé ông nhỉ. Đấy, gì bé? Chủ yếu gì? Toàn gì bé hả? Gì chăm sóc từ ngoài nhà ngoài này, sau đó là vào trong nhà ông Tài đấy. À, gì đấy, gì bé? Gần nhà ông Tài đấy. Dạ. Ở đấy mấy năm đấy. Và nhưng mà bông thì ít hơn. Dạ. Và như ngày gì? Và chào cô. Ôi trời ơi. Bà có nhận được cháu không? Không nhận được. À thế à. Và lấy bà cả nhá. Đẻ được 7 bác. Thì mất cả 7. Có người có bác hơn chục tuổi và vẫn mất. Đây thế, đấy. Thế về sau bà cả cũng mất theo. Hơn 40 tuổi ông nội cháu mới lấy bà nội cháu. Đấy, như cháu sinh ra muộn tầm khoảng so với bình thường 60 năm cơ. Bà hai đấy. Đấy bà hai đấy. Thế này khổ. Bà dưới thì bà có khỏe không? Khỏe hơn, khỏe nhất. Bà ấy đi lại. Bà có thể chống gậy đi vào đây được. Ồ thế bà ạ. Bà đây ở cái xóm như gọi xóm trại trên dạ. Kia. Ông cũng khỏe, ông kêu ông bà đấy. Đạp xe được. 93 tuổi. 93 tuổi đạp xe thể dục một ngày 2 buổi. Tuyệt vời bà nhỉ. Quá tuyệt vời. Ồ thế này. Bà được này ạ. Mới yếu chứ trước bà.